Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 222. Ở cuối tập trước, sau khi trở lại Thiên Phủ Liên Minh, Tiêu Viêm lại một lần nữa bất ngờ. Trong vòng mấy tháng hắn rời đi, tuy chiến thắng hồn điện vang dội nhưng thanh thế liên minh vẫn như cũ. Giữ vững không kiêu ngạo, không nóng nảy làm cho không ít thế lực và tông phái âm thầm gật đầu. Một thế lực có cường đại hay không đâu, phải chỉ xem lúc nó kiên cường khi gặp khó khăn là đủ. Mà còn phải xem lúc nó có bị thành công ăn mòn hay không. Nhưng may mắn, liên minh đã vượt qua được, đã không còn ai có thể nghi ngờ sức mạnh của họ. Trong mấy tháng này cũng không có bất kỳ tin tức nào của hồn điện, những lần va chạm kịch liệt giữa hai phe cũng giảm đi rất nhiều. Tình trạng như vậy giống như thế lực từng chiếm cứ vị trí bá chủ Trung Châu này, đang muốn từng bước rời khỏi tầm mắt của mọi người. Mà đối với hành động khác thường của hồn điện, cao tầng của liên minh vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Đã giao thủ nhiều năm với hồn điện như vậy, cho nên với tính tình của chúng, cao tầng liên minh vẫn hiểu rõ ràng, cho nên họ không tin thế lực quỷ dị này chịu thiệt thòi lớn mà không đòi lại công đạo. Nhưng bọn họ cũng đau đầu bởi vì đã phái ra rất nhiều thám tử điều tra động tĩnh của hồn điện nhưng vẫn không có một chút thông tin nào có giá trị. Điểm này làm cho liên minh khó hiểu và càng thêm cảnh giác, loại an tĩnh này giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, cảm giác áp lực đè nén không thở nổi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã trở về trước Tiêu Viêm rất lâu. Theo lời của hai người thì hắn biết được, sau khi Thiên Yêu Hoàng tộc rút lui, Cửu U Địa Minh Mãng thảo luận gần nửa tháng rồi đưa ra kết luận, muốn cùng Thiên Phủ kết làm đồng minh. Mà đối với đề nghị này, Thiên Phủ Liên Minh cũng thương nghị rồi vui vẻ đồng ý. Thực lực Cửu U Địa Minh Mãng tuy không sánh bằng Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng cũng là một trong ba đại tộc của thế giới ma thú. Hơn nữa, về số lượng thì Cửu U Địa Minh Mãng hơn xa Thiên Yêu Hoàng tộc. Mà một đồng minh mạnh như vậy chính là thứ mà Thiên Phủ Liên Minh cần nhất bây giờ. Hai bên liên minh làm Trung Châu và thú vực xôn xao không nhỏ. Khi liên kết với Thiên Phủ Liên Minh, địa vị của Cửu U Địa Minh Mãng tộc càng thêm vững chắc. Có thế lực mạnh như vậy chống lưng thì ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng phải e ngại. Khi muốn dấy lên một trận can qua, Hưng Sư Động chúng đánh tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Cả hai bên đều đạt được lợi ích từ việc liên minh này, vừa nâng cao thanh thế vừa củng cố địa vị. Thiên Phủ Liên Minh lợi dụng mối quan hệ này mà phát triển rộng ra, thậm chí chạm cả tới bên trong thú vực. Khi Tiêu Viêm thông báo Thái Hư Cổ Long tộc đồng ý kết làm đồng minh, những nhân vật cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh đều mừng như điên. Tuy trong mắt các cường giả Trung Châu thì Thái Hư Cổ Long tộc đã không còn bí ẩn như xưa, nhưng uy phong trong quá khứ của họ vẫn in sâu trong trí nhớ những người này. Tin tức như vậy phải nói là cực kỳ rung động đối với Thiên Phủ Liên Minh. Chính vì lợi ích quá lớn nên lần liên minh này không có bất kỳ tranh luận nào mà nhanh chóng đồng ý. Chỉ là thông tin này không công bố ra ngoài, đồng minh cực mạnh này ẩn núp trong bóng tối sẽ có tác dụng hơn. Vào những lúc đặc biệt sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa điều này sẽ tranh thủ thời gian cho Thái Hư Cổ Long tộc nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở lại liên minh, do không có sự khiêu khích từ hồn điện nên cuộc sống của Tiêu Viêm rất thoải mái thanh nhàn. Thải Lân bế quan nhiều năm, hôm nay trở về gặp được Tiêu Tiêu, hai mẹ con quyến luyến ở chung một chỗ. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách, ở trong liên minh thì cuộc sống của hắn cũng chỉ quanh đi quẩn lại là tu luyện, trợ giúp Tiểu Y luyện hóa Cửu Huyền Kim Lôi. Đối với cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm dù rất thèm thuồng nhưng cũng không dám hấp thu ngay. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn tập trung tinh thần nghiên cứu thứ này ngày đêm. Nhưng đối với cố gắng mất ăn mất ngủ của hắn, Cửu Huyền Kim Lôi lại không ngoan ngoãn chút nào. Dưới sự luyện hóa của Tịnh Liên Yêu Hỏa, nó dần dần ngưng tụ lại thành một lôi châu màu vàng nhỏ lớn chừng nửa nắm tay. Viên lôi châu này hình thành song liền huyền phù ở trong cánh tay phải của Tiểu Y. Bất luận Tiêu Viêm hay Tiểu Y thi triển bất kỳ phương pháp nào cũng không thể luyện hóa được. Cho dù là sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt, cũng chỉ thu được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đối với tình huống như thế thì Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất lực, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ ý định này, để viên lôi châu màu vàng kia trong cánh tay Tiểu Y. Sau thất bại đó, Tiêu Viêm thi hành nhiệm vụ của Dược Lão là mang theo một đội cường giả của liên minh đi thăm hỏi những phân điện của hồn điện. Nhưng sau gần một tháng truy tìm thì cũng phát hiện những phân điện trước kia mà họ biết đã trống rỗng. Trong đó linh hồn và linh hồn bổn nguyên cũng đã bị lấy đi toàn bộ. Như vậy, chắc chắn hồn điện cũng đã sớm dự đoán được hành động này của liên minh nên đã chuẩn bị từ trước. Đối với tình huống như thế, Tiêu Viêm cũng hơi cảm thấy bất ngờ, xem ra trải qua một lần hủy điện, hồn điện đã thông minh hơn rồi. Một phen cướp đoạt không thu hoạch được gì, Tiêu Viêm phá hủy hết những phân điện này rồi mang người trở về. Bất quá đối với kết quả như vậy, Dược Lão cũng chỉ cười nhạt mà không cảm thấy bất ngờ. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, hồn điện đã bỏ tất cả những phân điện có thể bị chúng ta phát hiện. Những đồ vật có ích cũng đã đem đi hết. Nhưng mà có một điểm nghi vấn rằng cho dù hồn điện nghi ngờ chúng ta phá hủy những phân điện này, cũng không cần rút lui sạch sẽ như thế chứ. Trong một tòa thạch đình, Dược Lão chậm rãi phân tích tình huống. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, những phân điện có kích thước nhỏ nhất căn bản không gây nổi nửa điểm hứng thú của mình đến phá hủy. Nhưng đến chúng cũng được di tản sạch sẽ, ở lại chỉ là cung điện trống không và cho bụi mà thôi.
Ta đã phái người đi đến thú vực nhờ Cửu U Địa Minh Mãng điều tra chuyện này, số lượng người của họ rất nhiều nên sẽ thuận tiện hơn chúng ta. Hành động này của Hồn Điện chắc chắn có ẩn tình, Dược lão trầm giọng nói. Chuyện này thật là kỳ lạ, không biết Hồn Điện đang muốn làm gì đây. Tiêu Viêm cũng nhíu mày chất lưỡi, hắn mơ hồ nhận thấy toan tính lần này của Hồn Điện sẽ cực kỳ nguy hiểm. Suy đoán lung tung cũng vô dụng, cứ chờ kết quả dò xét đã. Dược lão lắc đầu, tình thế như vậy chỉ có thể chờ đợi mà thôi, tuy nhiên cảm giác chờ đợi này không dễ chịu cho lắm. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dược lão, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, dự điển của dược tộc sắp tới chưa? Nghe nói thế, bàn tay vừa nâng chung trà lên của Dược lão đột nhiên run rẩy một chút, lão trầm mặc rồi khẽ gật đầu nói, một tháng sau. Im lặng tràn đến, sắc mặt Dược lão trở nên phức tạp. Chủng tộc đó lão chưa từng trở lại, nhưng hôm nay lại cần phải trở về. Khi song thân lâm chung, lão đã ưng thuận sẽ cố gắng tu luyện để có thể khắc tên nhị lão vào bia của dòng tộc. Đây chính là bia chiến công của dược tộc, chỉ có người đạt được thành tựu lớn mới có thể ghi tên trên nó. Đây cũng là mục tiêu, ước muốn để người trong dược tộc phấn đấu từ khi sinh ra, năm đó Dược lão cũng không ngoại lệ. Một mình lưu lạc ở đại lục nhiều năm, tuy nói hôm nay có thành tựu, nhưng lão biết lần này trở về để hoàn thành di nguyện của song thân, sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Trong tộc sẽ có rất nhiều người muốn phá rối chuyện của lão. Nghĩ đến đây, lão siết chặt chén trà trong tay. Nhìn thấy sắc mặt đó của Dược lão, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nói, sư phụ, chuyện đó người không cần có lo, cứ giao cho đệ tử là được. Giọng nói của Tiêu Viêm chậm rãi mà bình tĩnh, chứa đựng sự tự tin và kiên quyết cực lớn. Con ưng non năm đó lão nuôi nấng, chăm sóc, che chở nay đã lớn rồi. Hôm nay nó đã có thể bay lượn khắp chín tầng trời. Dưới đôi cánh của nó, không một ai có thể thương tổn được lão. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt trẻ tuổi kia, Dược lão vừa cảm thấy đắng chát vừa cảm thấy vui mừng. Hắn há miệng do dự một hồi rồi cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Con đúng là một tên nhóc bướng bỉnh. Tiêu Viêm cười cười rồi ngẩng đầu lên nhìn về chân trời phía nam. Dược tộc, nghe nói nơi đó có rất nhiều luyện dược sư đứng đầu. Hắn thật muốn tận mắt chứng kiến một phen. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua không chút tiếng động. Trong một tháng này mọi thứ vẫn bình yên như cũ. Mặc dù có thêm Cửu U Địa Minh Mãng tộc tham dự vào việc điều tra tin tức về Hồn Điện, nhưng hiệu quả cũng không mấy khả quan. Lúc này, đây Hồn Điện dường như đã triệt để co rút lại toàn bộ phạm vi thế lực. Bởi vậy, cho dù là thám tử của Cửu U Địa Minh Mãng tộc có thể phát hiện ra một số phân điện của Hồn Điện, nhưng do gặp phải sự phòng ngự xâm nghiêm hơn trước mấy chục lần nên cũng không có cách nào xâm nhập được. Đối với tình huống như thế, nội bộ của Thiên Phủ Liên Minh cũng cảm thấy một ít áp lực. Nhưng vào thời điểm này, bọn họ cũng không thể dốc hết lực lượng đi tấn công tất cả các phân điện của Hồn Điện được. Bởi vì ai cũng biết, nếu trận chiến như thế mà xảy ra, thì trên mảnh đất Trung Châu sẽ có một phương bị xóa sổ triệt để. Một phương này có thể là Hồn Điện, mà cũng có thể là Thiên Phủ Liên Minh. Trận đại chiến đó gần như là đánh cược vậy, sợ rằng song phương cũng không thể thừa nhận được. Cho nên vào thời điểm này, dường như chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mới là phương án tốt nhất. Mà trong tình hình yên lặng đầy áp lực này, thì ngày cử hành dược điển của dược tộc cũng đã sắp đến. Tinh giới, trên ngọn chủ phong. Lần này đi đến dược tộc, chỉ cần ta và Tiêu Viêm là đủ rồi. Bất cứ lúc nào liên minh cũng phải để ý tới Hồn Điện. Những người còn lại trấn thủ tại chỗ để nếu bộc phát biến cố, thì cũng có thể dễ dàng ứng phó. Mây mù phiêu động trên ngọn chủ phong, dược lão nhìn các thành viên cao tầng trong liên minh, cười nói. Mặc dù, có chút không quá yên tâm khi để hai thầy trò Tiêu Viêm đơn độc đi tới dược tộc. Nhưng vì thấy Dược lão rất kiên quyết, cho nên đám người Phong Tôn giả cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Hãy chiếu cố liên minh cho tốt. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân đang ôm Tiêu Tiêu, nói. Thải Lân khẽ gật đầu. Hiện tại, với thực lực của nàng, dõi mắt ở trong liên minh, ngoại trừ Tiêu Thần và Đan Tháp lão tổ đang ở bên ngoài, thì không ai có thể thắng được nàng. Bởi vậy, việc nàng ở lại liên minh cũng khiến Tiêu Viêm cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ha ha, được rồi, các vị cũng không cần đưa tiễn thêm nữa đâu. Dược lão chậm rãi huyền phù lên không trung, cười một tiếng với mọi người rồi trực tiếp quay người, bay ra khỏi tinh giới. Ở ngay phía sau, Tiêu Viêm cũng lập tức động thân, nhanh chóng bám theo. Dược tộc tọa lạc tại Thần Nông Sơn Mạch thuộc cực nam của Trung Châu. Từ phương diện nào đó mà nói, thì phiến địa vực đó thật ra cũng xem như là đã tách rời với khu vực Trung Châu. Bởi vậy nên lộ trình dường như có chút xa xôi. Chỉ có điều, sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, mà vùng núi này cũng có duyên cớ như thế. Tuy rằng, Thần Nông Sơn Mạch thuộc về khu vực man hoang, trong đó độc trùng hoành hành. Đồng thời đủ loại hung thú mà ở Trung Châu rất hiếm gặp thì ở đây lại nhiều vô kể. Nhưng do có dược tộc tồn tại thế nên phiến địa vực này vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa tại đây còn sinh trưởng rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, khiến cho không ít luyện dược sư không quản đường xa xa xôi tới kiếm tài liệu để luyện đan. Chính vì điều đó nên Thần Nông Sơn Mạch này có nhân khí cực cao. Dược điển là một loại hoạt động trọng yếu nhất trong dược tộc, thời gian tổ chức cũng không hề cố định, nó sẽ do đủ loại tình huống phát sinh mà trở nên biến hóa. Nhìn chung,
Dược điển của dược tộc cũng có mấy phần tương tự với đan hội của đan tháp. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, thì đây mới chân chính là một cuộc tụ hội của những luyện dược sư đỉnh cấp nhất trên toàn bộ đại lục. Thông qua đại hội này mới có thể khiến cho mọi người biết rõ ai mới là đương kim luyện dược sư bài danh đệ nhất trên đại lục này. Những người có thể được tham dự dược điển, ngoại trừ tộc nhân của dược tộc ra, thì chỉ có một số luyện dược sư đã từng hoặc hiện tại đang có danh khí rất lớn ở Trung Châu. Cùng với tay nghề chế thuốc cực cao, đạt đến luyện dược tông sư mới được mời. Chỉ có điều, những người được mời này số lượng cực ít, dù sao, số luyện dược sư được dược tộc xem trọng. Thì ở trên đại lục này cũng là một loại tồn tại, giống như là phượng mao lân giác vậy. Nhưng bất kể như thế nào, thì nó cũng không ảnh hưởng đến sự long trọng của dược điển, mà chưa cần bàn đến những vấn đề khác. Bởi đơn giản là do cái danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục kia. Tuy rằng Tinh Vân Các cách rất xa Thần Nông Sơn Mạch, nhưng dưới tốc độ cao nhất của hai người Tiêu Viêm thì khoảng cách xa xôi đó cũng không cần quá nửa ngày. Bởi vậy, vào lúc trời gần chạng vạng tối thì khu vực Thần Nông Sơn Mạch tràn ngập sương mù đã xuất hiện trước tầm mắt của hai người. Thiên địa năng lượng thật là nồng đậm, không ngờ dược tộc này lại chiếm cứ được một địa phương tốt như thế. Lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nông Sơn Mạch thì cho dù là Tiêu Viêm cũng không nhịn được phải khen ngợi một tiếng. Trên bầu trời của phiến sơn mạch, những đám mây mù đang bốc lên kia cũng không phải là vật tầm thường, mà là do thiên địa năng lượng hội tụ thành. Nếu ở chỗ này tu luyện thì chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn không ít so với những địa phương khác. Phiến sơn mạch này là do một vị lão tổ của dược tộc hao phí mất mấy trăm gia sức bồi dưỡng thì mới được phì nhiêu như thế. Ánh mắt của dược lão có chút phức tạp khi nhìn về phiến sơn mạch vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Từ lúc ly khai khỏi bộ tộc thì đây là lần đầu tiên lão quay trở lại chốn này. Lão than nhẹ một tiếng rồi thân hình từ từ đáp xuống một cái khe sâu ở cuối sơn mạch. Tại phía đối diện với khe sâu là một cái cổng vòng khổng lồ làm bằng đá, ước chừng mấy trăm trượng lặng lẽ đứng sừng sững. Đồng thời, từ những phiến đá còn tỏa ra một cỗ khí tức tang thương. Trung tâm của thạch môn là một phiến không gian vặn vẹo, mà ở trong đó là lối đi thông đến không gian đại môn của dược tộc. Giờ phút này, từ trên bầu trời hoặc ở sâu trong rừng đang có những thân ảnh không ngừng bay vút ra và cuối cùng liền đáp xuống đứng ở ngoài thạch môn. Tiếp theo, bọn họ bèn lấy ra một cái ngọc giản giao cho một số người đang khoác y phục thủ vệ của dược tộc, rồi sau đó mới được cho vào. Đi thôi, dự điển này là đại hội long trọng nhất của dược tộc, một số tông phái ở phụ cận sống nương tựa vào dược tộc cũng được bọn họ cho phép đi vào trong quan sát. Khoảng thời gian này sẽ là thời điểm náo nhiệt nhất trong dược tộc. Dược lão nhìn những nhân ảnh đang lần lượt tiến vào không gian đại môn, mở miệng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi hơi động thân hình, xuất hiện ở trước thạch môn. Lập tức, mấy nhân ảnh đang đứng như tượng của dược tộc liền quét ánh mắt bén nhọn về phía Tiêu Viêm, nghiêm nghị quát. Trọng địa của dược tộc, người ngoài không được tự tiện xông vào, ngươi là người phương nào? Nhãn lực của mấy người này vô cùng tinh tường, vừa liếc nhìn là đã nhận ra hai người Tiêu Viêm không phải người của những thế lực tông phái phụ cận. Bởi vì, cho dù là tông chủ những thế lực đó tự mình đến đây, thì trên khuôn mặt cũng sẽ lộ vẻ rất khiêm tốn. Còn hai người Tiêu Viêm thì bộ dáng lại rất bình tĩnh, không có lấy nửa điểm kính sợ đối với dược tộc. Xung quanh khe sâu, một số nhân ảnh đang lướt tới cũng chậm rãi dừng bước, ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người Tiêu Viêm. Thiên phủ Liên Minh, gia sư Dược Trần được mời tới tham gia dược điển. Tiêu Viêm liếc nhìn những người kia, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước rồi dậm mạnh một cái. Theo đó, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ đẩy lui những người đó về phía sau. Chứng kiến tràng cảnh đó, người của những tông phái phụ cận đều hít một ngụm khí lạnh, duy chỉ có một số vị trưởng môn kiến thức rộng rãi thì chợt giật mình như hiểu ra điều gì đó. Lập tức những tiếng xì xào bàn tán theo đó truyền ra. Hóa ra là Thiên phủ Liên Minh Dược Trần, còn vị kia chẳng phải là Tiêu Viêm, người đã đánh bại điện chủ hồn điện ư? Không ngờ ngay cả hắn cũng tới đây. Nghe nói Tiêu Viêm này đã từng giành được ngôi vị quán quân đan hội của đan tháp, trên phương diện luyện dược cũng có trình độ cực cao đấy. Luận về đấu khí chiến đấu thì có lẽ hắn thật sự mạnh mẽ, chỉ có điều, muốn ở trước mặt dược tộc so sánh về trình độ luyện dược mà nói, quả thật là có chút tự chuốc khổ vào thân rồi. Việc này rất khó nói, rất khó nói. Nghe được những tiếng xì xào to nhỏ ở xung quanh, khuôn mặt của mấy tên thủ vệ cũng hơi biến sắc. Hiện tại, danh tiếng của Tiêu Viêm cho dù là ở bên trong những viễn cổ chủng tộc thì cũng được truyền đi vô cùng vang dội. Tiêu tộc vốn đã suy tàn nhưng lại có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài như này thì quả là một kỳ tích tương đối lớn. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn đám thủ vệ, cũng lười so đo cùng bọn họ, tiện tay lấy ngọc giản vứt qua, đám thủ vệ vội vàng tiếp nhận. Sau khi kiểm tra rồi một phen mới thở dài một hơi, trong tay xuất ra một đạo quang trụ đánh lên cửa thạch môn. Ngay lập tức không gian ba động liền lộ ra vẻ vặn vẹo. Xin mời hai vị, sau khi tiến vào sẽ có người tiếp đón dẫn hai vị vào sâu bên trong. Lúc này đây, đám thủ vệ đã cung kính hơn rất nhiều. Trên thế giới này, vĩnh viễn là thực lực vi tôn và thực lực của Tiêu Viêm đủ để sánh với một số thái thượng trưởng lão ở trong tộc. Người như thế bọn hắn sao lại dám đắc tội? Tiêu Viêm gật gật đầu rồi quay lại nhìn Dược lão, người sau hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình rồi chậm rãi gật đầu với hắn. Ngay sau đó,
thân hình của hai người khẽ động, đồng thời lướt vào trong không gian vặn vẹo. Tiến vào không gian được chốc lát, ánh mắt của hai người khẽ hoa lên, địa hình sơn mạch ở trước mặt biến thành một phiến bình nguyên xanh tươi tùm. Trên bình nguyên là những con điểu thú có hình thể cực kỳ thể khổng lồ, sải cánh ước chừng mấy trăm trượng. Hai vị, mời đi bên này. Thầy trò Tiêu Viêm vừa mới ổn định thân hình thì một tộc nhân mặc áo giáp của dược tộc nhanh chóng chạy tới. Sau đó, liền dẫn hai người lên trên lưng một con cự điểu. Giờ phút này trên lưng cự điểu đã có khoảng mấy trăm đạo thân ảnh đang đứng, lộ ra vẻ tương đối náo nhiệt. Đối với tình huống đó, do đã từng có kinh nghiệm ở cổ tộc nên Tiêu Viêm không xa lạ gì. Hắn cũng không bắt chuyện với người khác, mà trực tiếp cùng với dược lão tìm chỗ ít người, an tĩnh nhìn ngắm phiến bình nguyên khổng lồ này. Sau khi hai người Tiêu Viêm đi lên, cự điểu liền huy động đôi cánh khổng lồ chế ngự cuồng phong, miệng gào lên một tiếng rồi nhanh chóng hướng về nơi cư trú của dược tộc ở sâu trong không gian mà bay vút đi. Hành trình kéo dài khoảng nửa canh giờ, Tiêu Viêm mới cảm giác được tốc độ của cự điểu từ từ giảm dần. Hắn liền dõi mắt nhìn về phía xa thì chỉ thấy sương mù đang dần dần tản đi, để lộ ra một ngọn cự sơn cao ngất trời xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trên cự sơn có thể thấy thấp thoáng những hàng đại điện cùng với những công trình kiến trúc khác nhau, kèm theo đó là vô số cột khói tràn ngập mùi đan hương nồng đậm từ từ bốc lên không trung. Cự điểu bay quanh cự sơn một vòng rồi cuối cùng hạ xuống ở một góc của quảng trường. Hai thầy trò Tiêu Viêm cũng chậm rãi bước xuống, đồng thời dược lão nhìn thoáng qua kiến trúc quen thuộc ở bốn phía xung quanh, bất chi bất giác cảm thấy ngơ ngẩn. Đối với việc dược lão bần thần, Tiêu Viêm cũng không có ý định xen vào. Hắn an tĩnh đứng ở bên cạnh dược lão, hai tay đan vào nhau dưới ống tay áo, hai mắt nhắm lại, không thèm để ý đến những ánh mắt lộ vẻ khó hiểu đối với hành động của bọn hắn từ mọi người ở xung quanh. Trên quảng trường tấp nập người qua lại, mà hai người đứng yên bất động thì sẽ rất dễ khiến người khác chú ý. Bởi vậy, chỉ mấy phút sau đó, một tiếng cười già nua có chút quen thuộc, mang theo ý tứ đầy mỉa mai chậm rãi truyền đến bên tai Tiêu Viêm và dược lão. Ta đang tự hỏi là ai mà không biết quy củ như vậy, hóa ra là hai người các ngươi. Chỉ có điều, dược trần à, lão phu cũng có chút ngạc nhiên ấy. Một kẻ đã bị trục xuất khỏi tộc như ngươi, lại có can đảm để trở về. Bước chân của những người đi đường xung quanh dần dần chậm lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy vẻ châm biếm của lão già đang chậm rãi bước đến. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều tự giác lui về phía sau một chút. Dược vạn quy. Hai tay của Tiêu Viêm đang đan vào nhau trong ống tay áo chậm rãi buông ra. Hắn hé mở đôi mắt nhìn về phía lão già có chút quen thuộc kia. Giọng nói bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một vẻ băng lãnh. Mọi người ở xung quanh quảng trường giống như dòng nước nhanh chóng tản ra. Đồng thời, có một nhóm người mặc y phục của dược tộc đang chậm rãi đi tới. Chỉ một vài ánh mắt trong số đó là có chút kỳ quái, còn lại là tràn ngập sự khinh thường mà nhìn về phía dược lão. Đứng đầu nhóm người là một lão già có sắc mặt âm hiểm, môi mỏng như lưỡi dao, đây chính là Dược Vạn Quy, trưởng lão trưởng quản hình phạt trong dược tộc mà năm đó Tiêu Viêm đã gặp bên ngoài không gian yêu hỏa. Hơn nữa, còn là người có ân oán sâu đậm với dược lão. Dược Trần. Ha ha, chẳng phải là cái tên vô dụng đã bị trục xuất ra khỏi tộc đấy sao? Chỉ là một lão già đã sắp xuống lỗ, thế mà lại không chịu an phận, muốn đến dược tộc chúng ta để rước lấy nhục nhã. Ha ha, đúng thế. Quy trưởng lão, với thân phận của ngài thì cần gì phải nói chuyện với tên phế vật này. Những kẻ đang vây quanh Dược Vạn Quy, khi nghe thấy câu nói của lão lúc trước, thì đều hiểu lão không hề ưa thích hai người Tiêu Viêm. Cho nên, cả đám liền thay nhau nịnh nọt, những lời vuốt mông ngựa liên tiếp được tuôn ra. Dược Vạn Quy là người có địa vị rất cao trong dược tộc, nếu được hắn tán thưởng, thì sau này địa vị của bản thân ở trong tộc sẽ được nâng cao hơn. Bởi vậy, bên cạnh Dược Vạn Quy chưa bao giờ thiếu những loại người như vậy. Mà đối với loại cảm giác giống như chúng tinh phủng nguyệt này, Dược Vạn Quy cũng có chút hưởng thụ. Bởi vậy, khi hắn đi đến bất luận chỗ nào thì đều có một đám Azure nịnh hót đi theo. Đám người này nhiều khi thốt ra những lời châm biếm, trào phúng những người mà ngay bản thân bọn chúng cũng không hề quen biết. Nhưng chỉ cần sắc mặt của Dược Vạn Quy có chút bất thiện thì bọn chúng sẽ không hề kiệm lời, hơn nữa ở trong dược tộc chẳng nhẽ còn có người dám ý kiến lại bọn chúng hay sao? Những tên gia hỏa này nói năng không hề có chút lưu tình, kèm theo ánh mắt nhìn về phía hai người Tiêu Viêm cũng càng thêm cay nghiệt. Cứ như thể điều đó sẽ khiến cho Dược Vạn Quy tán thưởng. Thấy vậy, những người trên quảng trường không phải tộc nhân của dược tộc đều âm thầm lắc đầu. Mấy viễn cổ chủng tộc này đều cố thủ tự phong, đối với mọi việc ở Trung Châu thì đều tỏ ra vẻ không thèm ngó tới. Thế nhưng, do bản thân đến từ Trung Châu nên họ biết rất rõ danh tiếng và địa vị hiện thời của Dược Trần là như thế nào. Minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh. Một liên minh mạnh mẽ tới mức ngay cả thế lực tầm cỡ như Hồn Điện cũng bị bức lui khỏi ngôi vị bá chủ và hiện tại nó đã là thế lực lớn nhất ở Trung Châu. Dược tộc tuy mạnh, nhưng đối với một số người biết chuyện thì họ cũng hiểu rằng, cho dù là dược tộc, chỉ sợ hiện tại cũng không có tư cách cao ngạo trước Thiên Phủ Liên Minh. Hơn nữa mọi người cũng không quên, tuy Dược Trần tuổi tác đã xế chiều nhưng việc tâm đắc nhất trong đời lão không phải là những thành tựu lão đạt được khi xưa. Và cũng không phải là Thiên Phủ Liên Minh, mà đó chính là vị đệ tử của lão.
người đệ tử kia mấy năm trước đã giành được ngôi vị quán quân đan hội do Đan Tháp tổ chức, bộc lộ tài năng ở Trung Châu. Sau đó, bằng lực lượng của bản thân thi triển thủ đoạn hợp tung để liên hợp Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, tổ chức thành một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ mang tên Thiên Phủ Liên Minh, có thanh thế ngang hàng với bá chủ Trung Châu lúc bấy giờ là Hồn Điện. Trải qua mấy năm giao phong, liên minh không ngừng khuếch trương, nghiễm nhiên trở thành cự đầu một phương tại Trung Châu. Nửa năm trước, quyết chiến một trận trên đỉnh Vẫn Lạc, đơn đả độc đấu với điện chủ Hồn Điện và giành được thắng lợi. Hơn nữa còn đánh cho tan tác. Cũng từ thời điểm ấy, bá chủ Trung Châu đã được đổi ngôi. Những thành tựu đó, chỉ cần nghe thôi là đã đủ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi sinh ra trên thế gian phải làm những việc như thế mới đáng mặt anh hùng trong đám anh hào. Mà tên của người đệ tử kia chính là Tiêu Viêm. Trên quảng trường, tông chủ và thái thượng trưởng lão của một số tông phái đến từ Trung Châu đều liếc nhìn nhau một cái, trong ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó liền lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Bọn họ cũng không vì nơi này là dược tộc mà lên tiếng ủng hộ Dược Vạn Quy. Lão gia hỏa Dược Vạn Quy này, quả thực chính là tự mình chuốc lấy khổ rồi. Một số người nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ băng lãnh, bởi vì những lời trào phúng kia thì trong lòng đều có cảm giác vui mừng khi người khác gặp họa. Lão sư, mọi việc cứ để con lo, người chỉ cần đến chỗ ghi tộc phả để lưu lại tên tuổi gia phụ và gia mẫu của người là được rồi. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, vừa cười vừa nói. Dược lão tuy không đáp lời, nhưng tròm râu lại có chút run run, đủ để người khác nhận ra nội tâm của lão đang tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Khẩu khí thật là lớn. Trên khuôn mặt Dược Vạn Quy vốn đang nở nụ cười bởi những lời Azure nịnh hót ở bên cạnh thì khi nghe thấy vậy, ánh mắt của lão trong nhất thời liền run lên, rồi lạnh lùng nói, người nào đã bị trục xuất khỏi dược tộc thì sẽ không có tư cách lưu lại tên tuổi trong tộc phả. Dược Trần, ngươi đừng nên si tâm vọng tưởng. Quy trưởng lão nói đúng, ngươi được phép tham gia dược điển đã là ân huệ lớn nhất mà bổn tộc ban phát cho rồi. Dược Trần, ngươi chớ được một tấc lại muốn tiến tới một thước, không biết phân biệt phải trái như thế. Ngươi nghĩ mình đủ tư cách để lưu lại tên tuổi trong tộc phả của bộ tộc hay sao? Quy trưởng lão, nếu không thì người hãy trực tiếp nói với trưởng lão viện trục xuất hai người này ra ngoài, để khỏi phải làm bẩn mắt lão nhân ra ngài. Vừa nhìn thấy Dược Vạn Quy có dấu hiệu tức giận, đám người đi theo liền tỏ ra vui mừng, tiếp tục thi nhau líu díu. Nói đủ rồi chứ? Tiêu Viêm cười híp mắt, nhìn những tên tộc nhân đang tuôn ra những lời độc địa của dược tộc, hỏi. Ngươi nên thức thời. Một gã nam tử gầy gò ở gần Dược Vạn Quy liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Nhưng lời của hắn còn chưa kịp dứt, thì bất chợt hắn cảm giác được một cỗ cự lực ép xuống từ trên đỉnh đầu, khiến cho thân thể yếu đuối của hắn hung hăng đập mạnh xuống đất. Ngay tức khắc, mặt đất liền nổ tung, kèm theo đó là máu tươi văng ra tung tóe. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người đều cả kinh, đợi đến khi mọi người tỉnh táo lại, thì tại trên đầu của gia hỏa vừa rồi có một cái chân đang đạp lên. Ánh mắt mọi người rời lên trên thì nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiện lên nụ cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ nhanh thật. Trên quảng trường có không ít người nội tâm chấn động. Vừa rồi bọn họ cũng không hề nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ như thế nào. Thậm chí, ngay cả thanh âm của gã ngu đần kia còn chưa kịp dứt, thì đầu của hắn đã bị chôn xuống mặt đất rồi. Tiêu Viêm, ngươi thật to gan. Nơi này chính là dược tộc đấy. Dược Vạn Quy cũng bị kinh sợ bởi một màn đó, sắc mặt của lão liền trở nên âm trầm, nghiêm nghị quát. Tiếng quát của lão còn chưa dứt, một gã tộc nhân nữa lúc trước nói chuyện ác độc thân thể. Đột nhiên, lật nhào lên không trung, trong miệng phun ra một vũng máu tươi xen lẫn với nguyên cả hàm răng. Đến khi tên đó rơi bịch xuống đất, thì mọi người mới nhìn thấy trên mặt hắn đã in một cái dấu tay màu huyết hồng rất đậm, đủ để khiến những ai chứng kiến cảm thấy lạnh lẽo trong tâm. Nhìn thấy kết cục thê thảm của hai gã đồng bạn, ánh mắt của đám người vây xung quanh Dược Vạn Quy rốt cuộc đã trở nên kinh hãi, vội vàng nhích lại gần Dược Vạn Quy hơn. Nhưng không đợi bọn chúng di động bước chân, một đạo tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện trước mặt. Tức khắc, những tiếng bạt tai thanh thúy cơ hồ vang lên cùng một lúc. Ngay sau đó, ngoại trừ Dược Vạn Quy, thân thể của cả đám đều bay ngược về phía sau, máu tươi văng khắp nơi, răng rơi đầy trên đất. Tràng cảnh xảy ra khiến mọi người ở xung quanh phải nấc nghẹn một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã thấm đầy máu tươi, những kẻ lúc trước buông lời nhục mạ với Dược lão thì giờ đây đều ôm mặt nằm lăn lộn giống như chó chết, miệng kêu rên thảm thiết như gà mắc tóc. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dược Vạn Quy không những càng trở nên âm trầm mà hai mắt còn long lên sòng sọc. Hành động vừa rồi của Tiêu Viêm không chỉ là trừng phạt đám lông côn kia, mà còn giống như đang vũ nhục lão ở trước mặt vô số người. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên lão gặp phải việc như thế. Tốt, 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 thâm độc lắm. Thằng nhóc con kia, đừng tưởng có cái gọi là Thiên Phủ Liên Minh chống lưng thì ngươi liền đủ tư cách khiêu chiến với dược tộc chúng ta. Thời điểm lão phu tung hoành trên đại lục này thì không biết ngươi còn đang ở xó xỉnh nào đâu. Dược Vạn Quy tức giận, thanh âm vang dội khắp quảng trường. Dược tộc thiết vệ, mau bắt hai tên này lại cho ta. Ngón tay của Dược Vạn Quy chỉ vào hai thầy trò Tiêu Viêm, nghiêm nghị quát. Rõ. Tiếng quát chói tai của Dược Vạn Quy vừa dứt,
lập tức có hơn 10 nhân ảnh mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm trường thương bay đến, bao vây xung quanh Tiêu Viêm. Sau một tiếng quát khẽ, bọn họ liền đồng loạt xuất thủ, đấu khí lăng lệ nhằm vào những chỗ yếu hại trên thân Tiêu Viêm mà đánh tới. Hơn 10 thương ảnh lóe lên, song chúng chưa kịp chạm tới thân thể Tiêu Viêm thì một đạo hỏa diễm khí lãng cực kỳ kinh khủng từ bên trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Khí lãng vừa lướt qua thì những thanh trường thương đang được bao bọc bởi một lớp đấu khí hùng hồn liền trực tiếp sụp đổ. Đồng thời hơn 10 đạo nhân ảnh kia giống như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược lại phía sau. Áo giáp màu đen mặc trên thân cũng hóa thành cho tàn chỉ trong tích tắc, để lộ ra từng khuôn mặt đang kinh hãi. Khí tức thật là mạnh mẽ, chẳng nhẽ thằng Ôn Con này thật sự đánh bại Hồn Diệt Sinh chỉ bằng sức của chính bản thân sao? Cảm nhận được hỏa diễm khí lãng kinh khủng kia, đồng tử của Dược Vạn Quy đột nhiên co rút lại, trong nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được. Năm đó, lúc lão gặp Tiêu Viêm thì người sau chẳng qua mới chỉ có thực lực nhị tinh đấu thánh. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi này, làm sao có thể tiến bộ nhanh như thế chứ? Hôm nay lão phu thực sự muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà dương oai tại Dược tộc. Trong lòng tuy chấn động, nhưng dù sao Dược Vạn Quy cũng là một trong những người có thực lực đứng đầu ở Dược tộc. Và những hành động của Tiêu Viêm cũng đã khiến lão tức hộc máu. Bất chợt, lão dậm chân một cái về phía trước, khí tức cường hãn của một đấu thánh tứ tinh trung kỳ không chút bảo lưu mà bạo phát ra. Lập tức, đám người ở xung quanh liền trực tiếp bị đẩy lùi ra xa mấy chục thước. Ngay cả tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão của một số tông phái cũng trở nên ngưng trọng. Dược Vạn Quy này khí độ tuy không ra gì, nhưng thực lực lại không chê vào đâu được. Nhìn Dược Vạn Quy đang bạo phát ra khí tức đến mức tận cùng, Tiêu Viêm cũng không hề lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ngược lại còn chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng di chuyển cước bộ, bước từng bước về phía đối phương. Nương theo những bước chân của hắn là một cỗ khí tức phô thiên cái địa tuôn ra dữ dội, kinh khủng hơn gấp 10 lần so với Dược Vạn Quy, làm cho không ít cường giả ở xung quanh phải biến sắc mặt. Năm đó ta đã nói qua, cái mạng của ngươi sẽ do ta lấy. Ngũ tinh đấu thánh. Khí tức khủng bố đột ngột truyền ra khắp quảng trường, làm cho không ít cường giả ở xung quanh bị chấn động. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia, dường như có thêm một phần kinh sợ. Thực lực như vậy, cho dù phóng nhãn khắp nội bộ của loại chủng tộc viễn cổ như Dược tộc, thì cũng thuộc tầng cao nhất rồi. Thiên phủ Tiêu Viêm, danh bất hư truyền. Những thế lực tông phái liếc nhìn lẫn nhau, thì đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ một chút ngưng trọng xen lẫn cảm khái. Khó trách tại sao trong mấy năm gần đây, Thiên phủ Liên minh lại phát triển mạnh mẽ như thế. Có nhân vật trọng yếu như Tiêu Viêm chống đỡ, thì liên minh này sẽ không yếu ớt như những liên minh tạm thời khác. Thời điểm Tiêu Viêm bạo phát khí tức, sắc mặt của Dược Vạn Quy liền trở nên vô cùng khó coi. Lão chưa từng dự đoán được, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm không chỉ đã đuổi kịp mà còn triệt để vượt xa lão như vậy. Ngũ tinh đấu thánh, đối diện với cường giả cấp bậc này, lão hoàn toàn không phải là đối thủ. Sắc mặt của Dược Vạn Quy biến đổi không ngừng. Khí tức của Tiêu Viêm đang bao phủ xung quanh người lão giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho lão cảm thấy áp lực vô cùng. Nếu thật sự giao thủ, thì e rằng không quá 10 chiêu lão sẽ bị Tiêu Viêm đả bại. Khí tức của ngũ tinh đấu thánh bộc phát đã làm kinh động không ít cường giả của Dược tộc. Lập tức, trên bầu trời liên tiếp vang lên những âm thanh xé gió, tiếp đó là từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung của quảng trường. Chỉ có điều, khi vừa nhìn thấy tộc nhân nằm la liệt, máu tươi nhuốm đầy đất thì những thân ảnh đó vốn đang kinh ngạc liền chuyển thành giận dữ. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, thì những người này cũng là tộc nhân của Dược tộc. Hiện tại đang ở cửa nhà mà lại bị người khác đánh thành bộ dáng như vậy. Điều này chẳng khác nào không nể mặt Dược tộc. Vạn Quy trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Kinh sợ qua đi, từng đạo ánh mắt đều nhìn về phía Dược Vạn Quy. Các vị trưởng lão tới thật đúng lúc, Tiêu Viêm kia thật sự quá càn rỡ, dám ra tay độc ác với tộc nhân ở ngay tại địa bàn của bổn tộc. Mọi người hãy nhanh cùng ta bắt hắn lại, nếu không thì thể diện của Dược tộc ở trước mặt vô số khách nhân sẽ bị mất hết. Nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Dược Vạn Quy liền trở nên mừng rỡ, lão vội vàng hô lên. Tiêu Viêm, chính là Tiêu Viêm của Tiêu tộc ư? Nghe thấy tiếng hô của Dược Vạn Quy, mấy vị trưởng lão của Dược tộc ở trên không trung liền tỏ ra kinh hãi. Hiển nhiên là không xa lạ gì với cái tên Tiêu Viêm này. Lập tức, ánh mắt của bọn họ đều dồn về phía Tiêu Viêm. Đặc biệt là khi cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia là do hắn bạo phát ra, thì vẻ kinh dị trong mắt lại càng nồng đậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm, Tiêu tộc của ngươi năm đó cùng Dược tộc chúng ta có quan hệ không tồi. Chỉ có điều, hành động lần này của ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi đấy. Một lão giả mặc áo bào màu vàng sắc mặt có chút âm trầm, mở miệng nói. Kính trọng người thì người sẽ kính trọng lại, vũ nhục người thì sẽ bị người vũ nhục lại. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hắn cũng không bởi vì có nhiều trưởng lão của Dược tộc đang ở trên không trung mà biến sắc. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Dược Vạn Quy, nụ cười băng lãnh trên khóe miệng càng thêm rõ nét. Dược Vạn Quy, có đôi khi lời nói không thể văng ra bừa bãi được đâu. Tiêu Viêm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thấy thế, khuôn mặt của Dược Vạn Quy khẽ run lên, lạnh lùng hỏi. Lúc này đây, nhãn lực của lão vẫn cực kỳ sắc bén. Vừa rồi,
Tuy Tiêu Viêm ra tay tàn nhẫn với mấy tộc nhân kia nhưng vẫn lưu lại mạng sống của bọn hắn. Bởi vậy, Dược Vạn Quy cho rằng Tiêu Viêm vẫn còn e ngại Dược tộc, thế nên khi xuất hiện nhiều người giúp đỡ, thì dũng khí của lão bắt đầu phục hồi. Ngươi hãy nhận lỗi với lão sư của ta. Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Hai con ngươi trong mắt Dược Vạn Quy hơi co lại, nhưng ngay sau đó lão bèn nhếch miệng cười nhạt. Thân phận của lão cao hơn Dược Trần không biết bao nhiêu lần, muốn hắn xin lỗi Dược Trần trước mặt bao nhiêu người như thế này sao? Đừng có hỏng. Tiêu Viêm, việc này có lẽ Vạn Quy trưởng lão đã sai, thế nhưng ngươi cũng đã đả thương nhiều người như vậy, cơn giận chắc cũng đã nguội bớt không ít. Chi bằng mỗi người nên nhường nhau một bước, ngươi thấy thế nào? Một gã trưởng lão của Dược tộc nhíu mày, nói. Hắn biết rõ, muốn để Dược Vạn Quy mở miệng xin lỗi là chuyện cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, đám người của Dược tộc này đều hung hăng ngạo mạn, so với bọn họ thì người của cổ tộc có sự tu dưỡng tốt hơn hẳn. Loại châm biếm giống như khiêu khích đó làm Tiêu Viêm không thoải mái chút nào. Mà muốn ngăn chặn vấn đề ấy thì chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng vũ lực mạnh mẽ chấn nhiếp, khiến cho đám người kia phải ngậm miệng lại. Đối phó với loại người ti tiện đến tận xương tủy này thì chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ. Đánh tới khi nào bọn họ câm miệng mới thôi. Nếu ngươi đã không muốn xin lỗi, vậy thì ta đành phải ra tay thôi. Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm khiến cho Dược Vạn Quy và các trưởng lão đều biến sắc mặt. Nhưng không đợi bọn hắn đáp lời, thân hình Tiêu Viêm đã giống như tia sáng, lao nhanh về phía Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm, chớ có khoa trương. Thấy một màn này, phần đông trưởng lão của Dược tộc đều tức giận gầm lên một tiếng. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp nhúng tay, thì một đạo quang mang màu hồng phấn từ trong cơ thể Tiêu Viêm đột ngột bạo xuất ra, hóa thành một hỏa anh huyền phù trên không trung. Hỏa anh há miệng phun ra những ngọn hỏa diễm hồng phấn vô cùng kinh khủng. Bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo, làm cho đám trưởng lão của Dược tộc trở nên sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Mà trong số những vị trưởng lão kia, cũng có không ít kẻ biết nhiều hiểu rộng, lập tức kêu lên đầy thất thanh. Tịnh Liên yêu hỏa. Khi những trưởng lão của Dược tộc bị Tiểu Y ngăn cản, ở trên bầu trời thì thân ảnh của Tiêu Viêm như là quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Dược Vạn Quy, rồi lạnh lùng xuất ra một chỉ đánh về phía lão. Tiêu Viêm, dừng tay. Ngay khi Tiêu Viêm ra tay với Dược Vạn Quy, thì một âm thanh già nua vang vọng khắp vùng trời. Rồi bất chợt, trong cơn kinh ngạc, mọi người liền nhìn thấy một cụm hỏa vân cuồng bạo. Bên trong ẩn chứa một lão già tóc đỏ, từ trên đỉnh núi phóng xuống với khí thế như lôi đình. Là Vạn Hỏa trưởng lão. Vừa nhìn thấy Hồng Phát lão giả thì lập tức trên quảng trường vang lên những âm thanh sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngay cả vị này cũng bị kinh động mà xuất hiện. Lục Tinh đấu thánh. Thời điểm lão giả tóc đỏ xuất hiện, lông mày của Tiêu Viêm cũng hơi nhíu lại. Nhưng khi hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Dược Vạn Quy lộ ra thần sắc cuồng hỉ, xen lẫn vẻ âm tàn thì ánh mắt hắn lại càng lạnh lẽo hơn, thế công không giảm chút nào. Chỉ phong lăng lệ hung hăng điểm về phía Dược Vạn Quy. Tiểu tạp chủng, lão phu há lại sợ ngươi sao? Khô Vinh trưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn từng bước ép sát, Dược Vạn Quy cũng tức giận vô cùng. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng gào thét rồi thi nhau tuôn trào, đồng thời bàn tay khô héo mang theo một cỗ kình phong quỷ dị đánh ra một chưởng, trực tiếp đối chọi với Tiêu Viêm. Đối diện với sự chống cự của Dược Vạn Quy, hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại, song chỉ hơi cong. Rồi bất chợt nhanh như thiểm điện điểm vào giữa trưởng tâm của Dược Vạn Quy một cách mạnh mẽ. Vừa va chạm trong chốc lát, kình phong sắc bén phía trên thủ trưởng của Dược Vạn Quy đã nhanh chóng tan rã. Và bất chợt, từ cánh tay của lão truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Cùng với đó là một cái lỗ đầm đìa máu tươi xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngoài ra, lực đạo va chạm cũng khiến lão bị chấn bay, bước chân chật vật lùi lại phía sau đến mấy trăm trượng, tạo thành hai cái rãnh mương thật sâu ở trên mặt đất. Đến khi lão ổn định được thân thể thì miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Lão phu liều mạng với ngươi. Bị đánh bại bởi một chiêu đó, hai mắt Dược Vạn Quy lập tức đỏ sọc như máu. Lão tức giận gầm lên một tiếng. Bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, rồi đột ngột vung tay áo lên. Theo đó, một mảng lớn phấn vụ màu trắng phiêu tán ra, trùng trùng điệp điệp vây khốn lấy Tiêu Viêm. Khi phấn vụ màu trắng rơi xuống đất liền phát ra những tiếng ăn mòn. Và chỉ trong thời gian rất ngắn, từng phiến đá vô cùng cứng rắn đã hóa thành hư không. Có thể dễ dàng nhận ra, phấn vụ này là vật kịch độc. Độc phấn được vẩy ra, nhưng trong mắt Dược Vạn Quy chưa kịp hiện lên vẻ âm tàn. Thì một bàn tay được bao trùm bởi hỏa diễm màu hồng, đột nhiên xuất hiện từ trong lớp độc phấn. Nhanh như chớp chụp vào cổ của Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm. Vị lão giả tóc đỏ đang dữ dội lướt đến nhìn thấy một màn này thì lão liền giận dữ gầm lên một tiếng. Lão không nghĩ tới ngay cả lời của hắn mà Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để ý. Ngay lập tức, lão nắm chặt tay lại, hỏa hồng đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây hỏa diễm trường mâu khổng lồ ước chừng trăm trượng chỉ trong chớp mắt. Cánh tay của lão khẽ rung lên, cự mâu liền hung hăng phóng về phía Tiêu Viêm bằng một tốc độ cực kỳ kinh người. Bàn chân của Tiêu Viêm hung hăng dậm một cái xuống mặt đất, theo đó một cột nham thạch khổng lồ chừng mấy trăm trượng từ trong lòng đất bắn lên dữ dội, trực tiếp đánh nát bấy cự mâu. Chỉ có điều,
Ngay khi Tiêu Viêm xuất thủ trong một tích tắc kia, lão giả tóc đỏ rốt cuộc cũng đã lướt đến. Thân hình lão chỉ khẽ động là đã xuất hiện cách Tiêu Viêm không xa. Hơn nữa, khi lão nhìn thấy một tay của Tiêu Viêm đang nắm chặt lấy ít hầu của Dược Vạn Quy, thì sự kinh sợ trong mắt lại càng sâu. Không nói lời nào liền xuất ra một chưởng đánh về phía Tiêu Viêm. Thời điểm thủ chưởng của lão lướt đi, dường như trong hư vô bắt đầu xuất hiện một loại dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dập dờn tựa như thực chất. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Dược Vạn Quy đang hốt hoảng muốn lui về phía sau, rồi liếc về phía lão giả tóc đỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng, một đạo hắc ảnh theo đó liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trước phần đông ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm liền huy động song trưởng, mạnh mẽ ngạnh kháng với lão giả kia. Song trưởng đụng vào nhau, một luồng kình phong vô hình cực kỳ đáng sợ tuôn ra dữ dội, khiến cho những phiến đá trên quảng trường lập tức xuất hiện vô số vết nứt, còn về phần hai người kia thì đều chật vật lui về phía sau hai bước. Sau khi đối kháng kịch liệt với lão giả tóc đỏ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Vạn Quy lại càng trở nên băng lãnh hơn. Bất chợt, chộp tay về phía trước, bắt lấy ít hầu của Dược Vạn Quy, rồi khẽ tăng lực, khiến cho sắc mặt của Dược Vạn Quy nhanh chóng trở nên tái nhợt và bắt đầu thấy hoảng sợ. Nhìn Dược Vạn Quy đang giãy giụa giống như cá chết ở trong tay Tiêu Viêm, trong lòng mọi người cũng hơi run rẩy. Tiêu Viêm này quá cường hãn rồi, nhiều trưởng lão của Dược tộc xuất thủ như thế, vậy mà đều không thể ngăn cản được hắn. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 222 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.